Toàn cảnh dự án làng hoa tiền phong mê linh sắp được Vinh hơi khởi công với diện tích 40 hecta sau hàng thập kỷ đắp chiếu. Video này được thực hiện bởi bất động sản Vượng Phát. Sau khi đầu tư cổ phần vào công ty cổ phần đầu tư bất động sản Primeland, chủ đầu tư dự án khu nhà ở làng hoa tiền phong mê linh, Hà Nội, Vinh đặt mục tiêu khởi công dự án này trong năm nay. Kế hoạch là xây dựng khu nhà ở với diện tích khoảng 40 hecta, tổng mức đầu tư dự kiến 3.864,5 tỷ đồng. Năm qua, dự án đã hoàn thành việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị cho công tác xây dựng, bán hàng trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, mục tiêu là hoàn thiện thủ tục theo quy định, cũng như hoàn thành công tác cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật để khởi công dự án trong năm nay. Tổng quan dự án Rose Valley, làng hoa tiền phong. Đây là một khu đô thị hiện đại tọa lạc tại Mê Linh, Hà Nội bao gồm chuỗi các biệt thự sang trọng với lối kiến trúc lấy cảm hứng từ trào lưu tân cổ điển của phương Tây. Sự tiện nghi, cảnh quan thiên nhiên cùng môi trường trong lành và phong cách sống đẳng cấp là một vài nét đáng chú ý mà bạn sẽ tìm thấy ở Rose Valley. Cuộc sống thoải mái và xa hoa là những gì các cư dân ở Rose Valley sẽ được tận hưởng từ tổ hợp các căn biệt thự cao cấp và cụm công trình chức năng hiện đại bao gồm trung tâm mua sắm, nhà hàng, khu thể thao hay trường học và phòng khám đa khoa mang tiêu chuẩn quốc tế. Vị trí: Khu đô thị Rose Valley nằm ở phía bắc thủ đô Hà Nội, dọc theo trục đường Võ Văn Kiệt, trục chính khu đô thị Mê Linh. Tách Hà Nội khoảng 25 km và cách sân bay Nội Bài khoảng 7 km. Thuộc danh giới quản lý hành chính của các xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh và xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội liên hệ vượng phát lân để biết thêm thông tin chi tiết